Hello, hello, em xin chào cả nhà. Hôm nay là 19 tháng 3 năm 2021. Em tiếp tục giao lưu đến cả nhà cái lô bông trang Mỹ vàng của bên em. Thì đây là trước màn hình là cây mẹ, cây bông trang Mỹ vàng cây mẹ của em ạ. Cây mẹ của em đang cho hoa nở bung cánh hết trơn rồi nha cả nhà. Hoặc là liên hệ số điện thoại em để trên tiêu đề 0911643600. Thì mới có một khách đã đặt hàng và em đã lấy lên một chậu để giao cho khách rồi cả nhà. Rồi, thì hôm nay là ngày 19 tháng 3 em tiếp tục giao lưu lô bông trang Mỹ vàng. Cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của bên em. Chúc cả nhà là mỗi ngày là một niềm vui và luôn dồi dào sức khỏe. Và đừng quên là ủng hộ qua YouTube em bằng cách là like video ủng hộ em. Ai lần đầu tiên đến với kênh YouTube thì xin cho em một lượt đăng ký bằng cái chữ đăng ký ở góc bên phải của dưới video này. Và nhấn vào cái chuông để mỗi khi có video mới sẽ thông báo để cả nhà vào ủng hộ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.